After over 20 years of sharing her knowledge on how to live a balanced life while pursuing a spiritual path, Supreme Master Qinghai continues to dedicate her time and effort to uplift and enhance the life of all beings. In recent years, she has written and published 3 animal books, The Dogs in My Life, The Birds in My Life, and The Noble Wilds, to introduce humankind to the magical world of animals. Supreme Master Qinghai shared that the books she wrote are works of love. Motivated by her unconditional love and overflowing compassion for our planet and all of its inhabitants, Supreme Master Qinghai continues to selflessly accept invitations to share her insights and wisdom on a kinder, nobler, and more loving way of life at gatherings with our association members, symposiums, radio interviews, or via video conferences and the like. We now invite you to enjoy the video conference with Supreme Master Qinghai at the premiere of the Olaxese or Vietnamese edition of The Dogs of My Life and The Noble Wilds on August 15th, 2009 in Nonthaburi, Thailand. Xin kính chào quý quan khách. Cảm ơn quý vị đã hiện diện cùng chúng tôi trong sự kiện đặc biệt này, buổi lễ ra mắt sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Loài Hoang Dã Cao Quý của Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ ra mắt bằng ấn bản tiếng Âu Lạc Việt Nam. Quyển sách Những Chú Chim Trong Đời Tôi của Thanh Hải Vô Thượng Sư là quyển sách bán chạy nhất trên trang mạng Amazon.com. Chương trình hôm nay sẽ được mở đầu với tiết mục hòa tấu đàn bầu và đàn đá cùng các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền qua nhạc phẩm Nhịp Cầu Quê Hương do nghệ sĩ Vân Anh cùng các nhạc công tài danh đến từ Âu Lạc Việt Nam trình diễn. Tiết mục hòa tấu này thể hiện lòng tri ân cùng lời chào nồng nhiệt nhất của chúng tôi đến với toàn thể quý vị trong chương trình ra mắt sách hôm nay. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đón chào nghệ sĩ Vân Anh và các nhạc công đến từ Âu Lạc, Việt Nam. Thank you.
Thật duyên dáng làm sao, các nghệ sĩ của chúng ta đã thể hiện rất tuyệt vời, phải không các bạn? Ước gì tôi cũng có thể trình diễn hay như thế. Xin hãy dành một tràng pháo tay nữa cho nghệ sĩ Vân Anh và các nhạc công tài danh. Chúng tôi xin phép được dành đôi phút để nói lên lòng tri ân vô vàn đến với toàn thể quý vị đã tham dự chương trình ra mắt sách hôm nay. Chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu quý quan khách và quý thân hữu đã dành thời giờ đến với chương trình. Có những vị đã không quản ngại đường xa như Âu Lạc, Việt Nam cũng hiện diện trong buổi ra mắt sách hôm nay. Tiến sĩ Nguyễn Thọ Nhân, chuyên gia năng lượng Viện Đại học Ba Lê, Pháp Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Kiều, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, Trưởng khoa Môi sinh, Viện Đại học Hồng Bàng. Ông Nhu Đình Ngoạn, họa sĩ tranh biếm họa nổi tiếng Âu Lạc. Thầy Trần Văn Nhâm, nhà giáo từ tâm đã thành lập trường học miễn phí cho trẻ em nghèo ở vùng quê xa xôi thuộc tỉnh Kiên Giang và còn là người nhận giải thưởng Gương Nhân Ái Sáng Ngời Thế Giới. Và còn rất nhiều quý quan khách khác cùng tham dự chương trình hôm nay. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã đến tham dự với chúng tôi trong buổi tối hôm nay để mừng lễ ra sách của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Thái Lan. Quả là một đặc ân cao quý đối với chúng ta khi sự kiện này được trực tiếp phát hình khắp thế giới trên đài truyền hình Vô Thượng Sư qua 14 đài vệ tinh. Quý vị cũng có thể theo dõi buổi lễ trực tiếp phát sóng trên trang mạng www.suprememastertv.com. We would now like to share some video congratulatory messages for Supreme Master Qinghai's book premieres from some very special people overseas. First is a video message from Ms. Bak So Young, President of CARE, an animal protection organization and founder of Green People Network in South Korea. Hello, I'm the president of the Korean Animal Protection Organization and Green People Network, Bak So Young. 이번 어울락어로 번역된 내 인생의 개들 그리고 노블 와일즈 책의 발간을 진심으로 축하드립니다.
이미 한국에서도 내 인생의 개들은 번역돼서 일반인들에게 아주 큰 반향을 불러일으켰었는데요. 저 개인적으로도 동물보호 운동을 하면서 동물을 어떤 동종의 대상으로만 바라보려고 하는 그런 마음을 자꾸 가지게 되는데 이번에 이 책들을 읽으면서 느꼈던 소감은 동물들도 그들 나름대로의 자아가 있고 또 너무나 사랑스러운 그런 그 영혼을 가진 존재들이라는 생각을 하게 되었습니다. 성인이 사랑의 대상을 인간에게만 한정시키지 않고 말 못하는 동물에게까지도 사랑을 확장시켰다는 것에 대해서 저는 굉장히 감명을 받았었는데요. 그런 의미에서 이 책들이 더 많은 언어로 번역되어서 더 많은 사람들에게 더 많이 읽혀지게 되기를 진심으로 바랍니다. 다시 한번 어울락어의 내 인생의 개들 그리고 노블 와일즈 책의 발간을 진심으로 축하드립니다. The next congratulatory message comes from Dr. Will Tuttle, author of the book called The World Peace Diet. Dr. Tuttle and his wife Madeline travel around North America to give lectures, concerts, and art exhibitions to help raise awareness about compassion for all life. He also encourages people to move to a more plant-based diet for the benefits of animals and humans. Let's watch his message. Hi, this is Dr. Will Tuttle, and I'm the author of a book called The World Peace Diet. I'd like to congratulate Supreme Master Qinghai because I understand that she is now releasing The Dogs in My Life as well as The Noble Wilds in the Vietnamese edition. And I think this is a fantastic thing. It'll go out to millions of more people. We'll get this message that dogs are not animals to be used, sometimes for food or for experimentation and other terrible ways, but that they are beings that really have a life to celebrate, and that they love to celebrate their lives, that they have their own voice, and they use their voice in a way to help express themselves, and that they have instincts and drives and desires and personalities and intelligence and feelings, just like all the animals do, that the infinite spirit created all animals with these kinds of feelings. So I'm really so happy that Supreme Master Qinghai and people that work with her are able to release these books in many different languages and spread the message around not only North America, but throughout the whole world. And also I'd like to just emphasize that I think that this is part of a much larger movement to raise human consciousness about the effects of our treatment of animals and especially about the effects of our mistreatment of animals for food. The driving force behind global warming, which is one of the most serious problems that we face right now as a human family, is the raising of billions of cows, pigs, chickens, geese, ducks, lambs, actually even in some countries as well, dogs and other animals for food. We feed huge amounts of fish and grain to these animals to fatten them up while people are starving. And this causes not only of suffering to the animals, but it releases huge amounts of methane into the atmosphere, which is about 23 times more powerful of a global warming gas than carbon dioxide, and as well as nitrous oxide, which is about 300 times more powerful. And the most important thing any one of us can do to reduce our carbon footprint is to move to a plant-based diet. And if we be vegan, which is a completely plant-based diet, not only are we showing compassion for all the animals on this planet, but we're showing compassion for starving people who now will be able to be fed with this grain that otherwise would be fed to animals. And we're showing compassion to ourselves because we'll be much healthier, and to our loved ones and to our children, and also to future generations who will inherit an earth that is not devastated by global warming and all of the terrible consequences of that, as well as the extinction of species. This is another side effect of eating animal foods, the devastation of habitat, cutting down forests and destroying prairies and other natural habitat for birds, fish, and other animals because we're killing the forests and the oceans basically in order to eat the animals. So it's the devastation of the oceans and using this fish not just for human consumption, but also to feed livestock as well. So one of the wonderful things I notice in
this book by Supreme Master Ching Hai, The Dogs in My Life, is she has a whole line of dog food that's based on plant-based recipes that dogs are very easy and healthy to be vegans, to eat a plant-based diet. Just like human beings, we can thrive on a plant-based diet, that eating grains and fruits and vegetables is not only much healthier, but it's much easier on the environment. And we can also extend this to our companion animals as well, to the other animals that we share our life with here. In closing, I want to congratulate Supreme Master Ching Hai and all of the people who are working so hard at Supreme Master TV and other projects of the same kind that are focused on understanding the truth of our interconnectedness with all life, that if we want to have peace for ourselves and love for ourselves and joy for ourselves and happiness and freedom for ourselves, which we all want, we know that the way to have that is to give peace, love, freedom, joy, and happiness to those beings who are at our mercy and who share this earth with us. The hungry people, the animals, the future generations are all depending on us and counting on us to awaken to our inner wisdom and treat all living beings with kindness and respect. And that as we do that, it'll be possible for us to be happy and to create a culture with a foundation for peace and sustainability. And these books, The Dogs in My Life and The Noble Wild, are wonderful tools to help raise consciousness of humanity. So thank you, Supreme Master Ching Hai, for all of the work that you're doing to help raise consciousness and to help create a society that will be like the society in the future, a society based on peace and love and compassion for all life. Thank you, Ms. Bak Sang Young and Dr. Will Turtle, for sending us your good wishes. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị hai tuyệt phẩm Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Loài Hoang Dã Cao Quý qua đoạn phim ngắn mang được tựa đề Thanh Hải Vô Thượng Sư và Muôn Loài Đồng Cư Cao Quý. Anh sẽ kể cho em và khán giả thân yêu về 10 bạn chó dễ thương trong gia đình anh. Vâng, anh Benny. Và em cũng sẽ mời khán giả cùng chúng ta du hành đến vùng Ngọc Hồ Amura thăm các bạn hoang dã cao quý. Nhưng trước tiên, anh em mình cùng tới chào quý khán giả, em Benny nhé. Đúng rồi. Chúng em kính chào quý khán giả yêu quý. Kính chúc quý vị có một ngày lễ ra mắt sách thật vui và ấm cúng bên gia đình các bạn thú chúng em. Anh Ben ơi, hãy kể cho em và khán thính giả thân yêu nghe câu chuyện về gia đình của anh nhé. Cici và quý khán thính giả thân mến, quý vị đã bao giờ nghe thấy biệt danh ông chủ, Alpha, anh cả hay học giả chưa? Đó là em, Benny đấy. Em là chú chó chính thức đầu tiên của mẹ, giống Manstead. Mẹ yêu thương, cưng chiều em hết mực, dù đôi khi em hay nghịch ngợm, làm vấy bẩn bộ lông trắng mịn của mình. Em được đi dạo cùng mẹ, giúp mẹ làm những công việc hành chánh nữa. Chắc quý vị thấy cảnh này sẽ ghen với em cho mà xem. Hôm nay em rất hân hạnh được gặp quý vị trong buổi lễ ra mắt quyển sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi. Quyển sách bán chạy nhất trên mạng Amazon.com, được độc giả toàn cầu vô cùng yêu thích của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Quyển sách chuyên chở những tâm sự, tình cảm mà chúng em dành cho cô chủ cưng xinh đẹp hay người chúng em yêu mến gọi là mẹ hiền, ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Kính mời quý khán giả ghé vào thăm Những Chú Chó Trong Đời Tôi để gặp gỡ 10 chú chó xinh đẹp chúng em là Benny, Lucky, Happy, Hermit, Goody, Boyo, Lady, Pomat, Yolo và Harley nhé. Ngoài những tên gọi rất ý nghĩa mà mẹ riêng tặng cho chúng em,
chúng em còn có rất nhiều biệt danh khác nữa cơ. Bằng tất cả tình thương và sự quan tâm, mẹ đã mang đến cho chúng em một cuộc sống an nhiên, sung túc. Và đặc biệt, chúng em được mẹ ưu ái khắc họa trên những trang sách cao quý này. Đây thực sự là một điều diễm phúc mà chúng em chưa từng mơ đến trước đây. Ôi, chú nào mình đỏ ngay thế này? Đó là Lucky, được mẹ nhận về từ trại giam giữ thú vật ở Florida. Khi Lucky đang nằm trong danh sách tử hình vì Lucky nhiều bệnh lắm, mẹ phải chữa trị cho Lucky hết 3 tháng, tốn hết 10.000 Mỹ Kim. Nên biệt danh nổi bật nhất của Lucky là chó 10.000 đô. Mẹ đã giúp hồi sinh cuộc đời Lucky, giờ Lucky trắng trẻo, xinh trai lắm. Lucky thích trái cây và trái banh tennis, có thể ăn trái cây cả ngày đó. Có gì tồn tại mãi trên đời này không phải Ben? Rất tiếc là không. Nếu có, chỉ có ở thiên đàng thôi. Lucky hay thắc mắc với em như thế. Sao bạn nghĩ gì xa xôi quá vậy hả Lucky? Mẹ bảo mình phải thương muôn loài, nên giờ đây chúng em chỉ ăn chay thôi. Thức ăn chay vô cùng bổ dưỡng. Từ khi có thêm cô nàng Happy, gia đình trộn rộn hẳn lên. Happy rất tình cảm, đôi mắt nàng nói lên tất cả. Cô nàng thật xinh xắn và dễ thương. Happy mang đến cho các bạn cảm giác vui vẻ khi ở bên cô nàng. Nàng thương yêu vạn vật xung quanh và hành xử giống như một người có ý thức. Những giây phút bên bạn bè thật ấm áp và đáng yêu làm sao. Happy ước cuộc sống này cứ trôi qua như vậy, nơi mái ấm vĩnh hằng này, và được mãi mãi thương yêu. Như giây phút này đây, cuộc đời đẹp như hoa. Em có nhiều bè bạn, em được nhiều tình thương. Những khi được mẹ trìu mến cho chúng em ăn, chăm sóc chúng em, đọc truyện cổ tích cho chúng em nghe, hay hát ru chúng em ngủ, cùng những lúc vui đùa với các bạn ngoài trời tuyết lạnh, trong nhà ấm áp hay chơi với các bạn lông vũ, là những kỷ niệm ngọt ngào chúng em không bao giờ quên được. Chúng em thương mẹ vô cùng. Gia đình chúng em lại đông đúc vì có thêm chàng Zolo đến từ Hung Gia Lợi. Ban đầu chàng hơi rụt rè và cảnh giác. Dần dần với tình thương yêu của mẹ và bạn bè nơi đây, trong tim chàng chỉ có hai tiếng yêu thương. Tình yêu là sự biểu hiện tình cảm, tình yêu cũng là sự chia sẻ ước mơ. Zolo có một người bạn thân nhất bày hay chào đón chàng sau mỗi chuyến đi xa trở về từ ngoài vương hay đâu đó gần nhà. Thương yêu, quấn quýt và thích nằm cạnh Zolo, đó là Harley. Chàng thấy yêu đời, yêu người và các bạn xung quanh. Harley còn thích cả thức ăn ngon và đồ chơi nữa. Harley cảm thấy thật mãn túc cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên ngoài, trời đẹp và nắng tươi. Bên trong, êm đềm và ấm cúng. Những đốm trắng đen tạo cho Hermit, chú chó chăn cù mắt xanh giống Úc, một vẻ đẹp rất điên, độc đáo, mạnh mẽ và hoạt bát. Chú rất ngoan ngoãn và vâng lời khi ở bên mẹ. Nếu con người đều giao phó cuộc đời mình cho Thượng Đế giống như Hermit, chắc chắn họ sẽ được lên thiên đàng. Suốt ngày chơi đùa với cái bóng không thiết đến ai, không cần điều chi, đó là Goody. Giống chó Rottweilers, rất đáng yêu và trung thành. Em bật mí nhé. Goody là anh bạn to cao nhất và đen xì đấy. Chuyên gia săn bóng nữa. Người ta thường nói yêu nhau là cùng nhìn về một hướng mà. Giữa cảnh thiên nhiên thật lãng mạn, Goody cũng không màng tâm sự với ai, chỉ lặng yên trong chiếc bóng. Bây giờ thì mẹ đi đâu, em đi đó. Thật đáng yêu và cảm động biết bao khi chứng kiến cảnh các bạn ngóng trông khi mẹ vắng nhà. Hay đêm lạnh, Goody nằm co ro trên chiếc ghế, nhưng phải kiếm vật gì đó của mẹ cho nguôi ngoai nỗi nhớ. Một thành viên nữa trong bầy rất sợ tiếng sấm, khi nghe tiếng sấm liền chạy ngay vào phòng của mẹ. Đó là Boyo, Bò Bò, đến từ Hung Gia Lợi. Chú rất lịch sự, điềm tĩnh và hết mực thương yêu loài người. Boyo đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Quả thật tình thương là điều tốt nhất trên đời. Một cô nàng cũng xuất thân từ một quá khứ không khá hơn các bạn khác trong bầy là Lady. Cô nàng đáng yêu và dễ thương nên được mẹ cưng lắm. Lady mạnh mẽ tuyên bố sẽ quản lý toàn bộ dân số nam giới trong bầy cơ đấy. Pomad cùng đồng hương Hung Gia Lợi với biệt danh là Pom Pom, Pom Lông Xù, Renty, Bụt và Sweet Boy, cậu bé ngọt ngào. Pomad rất trầm lắng và thương yêu tất cả những người mà chú gặp. Phương châm sống của chú là
hãy sống và để người khác sống. Gia đình em đông đúc quá rồi, 10 bạn tất cả. MCC ơi, anh vừa kể về gia đình của anh, gồm có mẹ và 10 anh chị em thân yêu của anh. Anh hy vọng quý khán giả thân yêu sẽ tìm đọc thêm về gia đình của anh qua quyển sách Những chú chó trong đời tôi. Giờ đây anh và quý khán giả rất nóng lòng được nghe em kể về ngôi làng Amura cùng người bạn yêu quý, nữ sĩ của em rồi đó. CC kể nhé. Vâng vâng, anh Benny, em kể ngay đây. Anh làm em hồi hộp quá à. Kính chào quý khán giả. Em chỉ là một nàng sóc nhỏ bình dị với tên gọi thân thiện CC. Em sống trong làng Amura hiền hòa, êm ấm với tình yêu thương vô bờ bến của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, người mà các bạn thú hoang chúng em gọi là nữ sĩ. Và hôm nay, CC rất hân hạnh kính mời quý vị du hành cùng loài hoang dã cao quý đến vùng Ngọc Hồ, ngôi làng Amura, ngôi nhà của nữ sĩ và quán ăn cây cầu, để cảm nhận được những khoảnh khắc bình yên và thả hồn mình vào một thế giới lung linh sắc màu hạnh phúc. Loài hoang dã cao quý, một trong những tác phẩm tiêu biểu của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, là cánh cửa rộng mở đưa ta vào một thế giới hoa mỹ nên thơ, nơi cư ngụ của những loài hoang dã chúng em. Tại đây, độc giả có thể tận mắt chứng kiến tinh thần cống hiến và tấm lòng cao thượng của các bạn đồng cư xung quanh, cùng chung sống trong một mái ấm gia đình giữa đất trời mênh mông. Các bạn thiên nga, ngỗng, sóc, sâm cầm và ngay cả chú ốc sên vườn bé bỏng, hạnh phúc biết bao khi hòa mình trong dòng suối yêu thương và sự chăm sóc chu đáo của nữ sĩ ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Bây giờ chúng ta hãy viếng thăm các cư dân chính của ngôi làng nhé. Với chỉ số cao thượng 10%, gia tộc sóc nhà em thường xuyên ghé thăm làng. Em được nữ sĩ triều mến gọi là nàng công chúa bé nhỏ, cùng với bạn là chàng sóc phi. Chúng em rất thích những thức ăn do nữ sĩ ban tặng, ngon miệng giống như trên thiên đàng. Nhà ngài cũng là nhà tôi. Khi cần tìm hiểu về cuộc sống thì quý vị hãy đến viếng thăm bác sóc thông thái si nhé. Bác biết hết mọi thứ đấy, vì loại hạt dẻ nào bác cũng đã từng nếm qua mà. Cư dân tiếp theo là gia đình vịt. Khi chứng kiến cảnh vịt mẹ che chở cho các con, canh chừng cho đàn con ăn, nhường thức ăn cho các con, dạy các con tính tự lập tìm kiếm thức ăn ven hồ, dạy các con tập bơi vì đàn con, vịt mẹ sẵn sàng đương đầu với mọi hiểm nguy. Lòng nữ sĩ không khỏi nghẹn ngào thương cảm. Chỉ có người mẹ mới làm được những điều phi thường đó. Ngài chỉ mong sao có thể chở che, ôm ấp và chăm sóc cho các bạn. Ôi, tình thương của người mẹ, chúng ta có thể nói gì nữa đây? Chỉ có trái tim thương cảm và mắt rớm lệ. Tiếp theo đây là hoàng tộc ngỗng da nã đại. Nàng ngỗng phâu đáng yêu và xinh đẹp, được nữ sĩ triều mến gọi là công chúa Phu Phu. Nàng biết bánh mì rất ngon khi nếm thử. Và đây, một nàng ngỗng đáng yêu trẻ trung và độc thân khác tên là Sai Sai. Nàng cảm thấy cô đơn lắm, nhưng nàng lại không mơ anh chàng đẹp trai cô nay đâu. Như muốn giải bày tâm sự, chàng cô nay tìm gặp nữ sĩ để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Và ở đó, cô nay tìm được tình yêu thương của người mẹ. Gia đình luôn là bến đậu, là nơi chở cha an toàn nhất. Thật cảm động biết bao khi chứng kiến cuộc sống đầm ấm, yêu thương của gia đình Ngỗng Phâu và Gieo. Gieo bảnh trai luôn canh chừng mỗi khi Phâu tắm ở gần hồ, hay khi nàng ăn và mọi lúc, mọi nơi. Chàng và nàng đều cảm nhận rất chu đáo trọng trách của người làm cha, làm mẹ. Giờ đây, độc giả sẽ đến viếng thăm một cư dân vạm vỡ của ngôi làng, các chú ngựa, người láng giềng tốt và cũng là người hóa giải những điều không hay. Bánh mì và táo là món ăn mà nữ sĩ biết là các chú rất thích đấy. Còn các bạn này có tên là gì? Thưa chim sâm cầm, ẩn sĩ rụt rè. Các bạn rất dè dặt, chỉ dám tới gần hồ khi có các bạn chim nước khác ở đó. Thoáng thấy động tĩnh, liền bay đi ngay.
nhưng có một đôi mạnh dạn đến bên nữ sĩ cùng chia sẻ thức ăn của ngài. Tuy nhiên, khi các bạn đang ấp trứng thì ngay cả ngài cũng phải cẩn trọng. Hiệu lệnh của các bạn là: cảm phiền ngài, chỉ để thức ăn ở đó, đừng đến gần quá. Dường như tình yêu thương từ ái của nữ sĩ lan tỏa khắp ngôi làng, muôn vật đều có thể cảm nhận được giai điệu vi tế này. Ngay cả một chú chim non bị rơi xuống nước được nữ sĩ cứu sống và đưa trở về với mẹ của chú, nhưng chú lại chỉ muốn theo ngài thôi. Ôi, ta trân quý tình thương của con, nhưng xin con quay lại với gia đình. Cha mẹ con sẽ lo lắng nếu con biến mất thế này. Quý vị đã bao giờ nghe chim lặng có mào lớn chưa? Biệt danh của các bạn ấy là thợ lặng ẩn dật. Lúc ẩn, lúc hiện trên mặt hồ, sở trường của các bạn ấy là lặng và bơi đấy. Thiên Nga là cư dân chính của hồ. Mời quý vị làm quen với các bạn Thiên Nga xinh đẹp nhé. Đây là Thiên Nga mẹ, Gina, và Thiên Nga con, Moruway. Lúc đầu, Gina đến thăm nhà nữ sĩ, và rồi họ dần trở thành đôi bạn thân. Tiếp theo là Pitu, đến từ quê hương Phần Lan xinh đẹp. Nàng đẹp lộng lẫy và thông minh, dường như nàng chỉ thích ở một mình. Không lâu sau đó, Pitu siêu lòng bởi dáng vẻ mạnh mẽ, điển trai và hào phóng của chàng trai đến từ Ấn Độ. Họ trở thành một gia đình mẫu mực trong đại gia đình Thiên Nga ở ngôi làng. Pitu vừa mới sinh con, nàng là một bà mẹ tận tụy nhất trong số những bà mẹ tốt. Nàng nhổ những sợi lông mềm mại của mình đệm chiếc tổ ấm áp, hầu các con yêu quý của nàng được bước đi êm ái hơn. Nàng luôn bảo vệ các con, và sai cũng vậy. Thiên Nga bố mẹ không ăn, không ngủ trong suốt thời gian ấm trứng và nuôi con thơ. Ngài thương Pitu lắm, thương vô cùng. Ngài thường dỗ dành Pitu ráng ăn cho lại sức. Ngoan nào Pitu, còn ráng ăn để có sức khỏe, để còn chăm sóc các con của con nữa. Ăn nhé, con ngoan. Ta thật đau lòng thấy con nhỏ bé thế này và nghỉ ngơi quá ít. Ăn nhé con yêu, Pitu. Sai cũng được nữ sĩ yêu mến. Giữa họ dường như có sự câu thông bên trong, một sự giao cảm thầm lặng. Sisi muốn giới thiệu nàng Thiên Nga bé bỏng, được nữ sĩ triều mến gọi là nàng công chúa yêu thương, nàng đã rời xa. Vẫn biết rằng nàng công chúa yêu thương đang được an vui nơi thiên đàng trong tình thương của Thượng Đế. Nhưng nữ sĩ vẫn nhớ thương nàng vô cùng. Ngoài ra, quán ăn cây cầu ngày càng thêm đông đúc với sự hiện diện của nhiều cư dân khác như hải ly, chim hải âu, những chú chim, những chú khuyển và cả dê mẹ nữa. Các bạn đều thích cái món ăn do nữ sĩ ban tặng nơi đây yến tiệm mỗi ngày. Nguyện cầu cho các bạn thú chúng em được vui sống trong khung trời yên bình mà tạo hóa đã riêng tặng cho chúng em. Loài hoang dã cao quý, một cuốn sách hay để đọc và suy ngẫm. Ước mong sao loài hoang dã cao quý sẽ là chiếc cầu nối gắn kết những tấm lòng yêu thương, để rồi từng nhịp sống thiêng liêng sẽ còn vang vọng mãi. Anh Benny ơi, em đã kể về ngôi làng Amura cùng người bạn yêu quý, nữ sĩ của chúng em rồi đó. Em hy vọng quý khán giả và anh Benny sẽ yêu mến loài hoang dã cao quý. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng em trong chuyến du hành đến với những chú chó trong đời tôi và loài hoang dã cao quý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nguyện cầu chúng muôn loài cùng vui sống trong bình an và hạnh phúc. Chúng em xin chuyển tới quý vị một thông điệp tình thương. Chúng em đến đây trong những dáng hình nhỏ bé, chim nhường này chỉ để yêu thương quý vị và để được quý vị yêu thương. Hãy yêu quý chúng em, những bạn thú đáng yêu của quý vị. Các bạn đồng cư thật đáng yêu làm sao? Tôi đã đọc những quyển sách này, thật sự rất hay và vô cùng cảm động. Mong rằng tất cả chúng ta nên đón đọc những quyển sách tuyệt phẩm hay này nhé. Chúng tôi
xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đầu tiên lên sân khấu, nghệ sĩ Phạm Tạ Thanh Tâm sẽ trình bày những ý tưởng và cảm nghĩ của cô sau khi đã đọc hai quyển sách Những chú chó trong đời tôi và Loài hoang dã cao quý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đón mừng nghệ sĩ Phạm Tạ Thanh Tâm. Kính thưa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng quý vị khán giả yêu quý. Tôi rất vui khi nhận được món quà vô cùng ý nghĩa từ một người bạn trao tặng. Hai cuốn sách Những chú chó trong đời tôi và Loài hoang dã cao quý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Không giống như những quyển sách tranh thông thường, càng đọc tôi càng bị lôi cuốn. Tôi bị hấp dẫn bởi những tấm hình sinh động và những câu chuyện kể về cuộc sống, tình cảm, tâm sự của các bạn chó trong gia đình Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng các bạn thú hoang nơi vùng sông nước tuyệt mỹ Amora. Cảm động biết bao khi chứng kiến cảnh thiên nga bố mẹ bảo vệ các con khỏi hiểm nguy, dạy các con tính tự lập, dạy các con biết yêu thương, nhổ lông cánh của mình để đệm cho các con chiếc tổ êm ái. Tình thương trìu mến ấy của các bạn khiến tâm hồn tôi trào dâng những thương cảm, nghĩ suy, mãi mê trong kiếp nhân sinh với những lo toan thường nhật, khiến nhiều người lãng quên rằng chúng ta còn có những bạn thú rất đáng yêu làm bạn. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn khi khám phá ra rằng các bạn thú đều có tên riêng và có phẩm chất cao thượng rất cao. Phải chăng đó là điều khiến các bạn trở nên cao quý nhường vậy? Không có được cuộc sống tự do, tự tại như các bạn đồng cư nơi hoang dã, mỗi bạn chó trong những chú chó trong đời tôi đều có niềm đau và nỗi buồn riêng biệt. Xót xa đến nghẹn ngào khi chứng kiến cuộc sống đau buồn của các bạn trước đây. Tạm biệt với quá khứ đau buồn, giờ đây các bạn được sống hạnh phúc trong vòng tay của người các bạn yêu kính gọi là mẹ hiền, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, cùng vui sống hòa thuận với các bạn đồng cảnh ngộ dưới cùng một mái ấm gia đình. Cuộc sống của các bạn chó này khiến tôi liên tưởng tới những em bé đang đói khát, bơ vơ, không nhà, không cửa, không manh áo ấm khi mùa đông giá lạnh. Các bạn chó may mắn biết bao khi được Thanh Hải Vô Thượng Sư mang về nuôi nấng và chăm sóc. Tôi cũng có một chú chó cưng. Tôi rất yêu chó, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa hề biết rằng các chú chó cũng có những tình cảm, tâm sự và nỗi niềm trăn trở về cuộc sống trong quá khứ, hiện tại và vị lai như Ngài Thanh Hải thấu hiểu. Nhưng sau khi đọc xong những chú chó trong đời tôi đã liễu ngộ một điều rằng khi yêu thương ai đó, dành cho họ những điều kiện tốt nhất thôi vẫn chưa đủ, mà cần phải có tấm lòng chân thành và sự thấu hiểu bên trong. Ngay từ ngày hôm nay, tôi sẽ đối xử với các bạn chó của tôi giống như Ngài Thanh Hải thương yêu Lucky, Benny, Goody. Và nếu có cơ hội, tôi sẽ nhận nuôi thêm nhiều chú chó nữa để có thêm nhiều bạn chó được vui sống trong tình yêu và hạnh phúc. Thay vì phải chịu cảnh khổ sở, thiếu thốn, tôi sẽ không còn thờ ơ với ánh mắt biết nói và cử chỉ yêu thương mà các bạn dành cho tôi nữa. Với tấm lòng tôn kính nhất, xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Vô Thượng Sư Thanh Hải vì những gì Ngài đã làm cho nhân loại, cho những bạn thú cao quý của chúng ta. Xin cảm ơn Ngài đã ban tặng cho đời hai viên ngọc quý, những chú chó trong đời tôi và Loài hoang dã cao quý, để ngày hôm nay chúng ta được hiện diện ở nơi đây cùng nhau chiêm ngưỡng hai tác phẩm tuyệt vời này. Các độc giả yêu quý, đây là quyển sách vô cùng quý giá, xin hãy riêng tặng cho mình và cho những người các bạn yêu thương. Cảm ơn quý vị đã nhiệt thành lắng nghe. Cảm ơn nghệ sĩ Phạm Tạ Thanh Tâm. Next, let's invite Mr. Tong Tang Tu to share his impressions of these wonderful gifts to the world given by Supreme Master Ching Hai. Mr. Tong Tang Tu is part of the Design and Display Department in the Vietnam Natural Museum. Let's welcome him with a warm round of applause.
Xin kính thưa Ngài Thanh Hải Phu Tượng Sư, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay tôi rất là vinh hạnh được có mặt tại buổi lễ ra mắt hai cái ấn phẩm bằng tiếng Âu Lạc. Đó là cái cuốn Những Chú Chó Trong Lời Tôi và Loài Hoang Dã Kêu Cao Quý của Ngài Thanh Hải Phu Tượng Sư. Là một người nghiên cứu về thiên nhiên và là một người cũng rất là yêu quý về động vật, và tôi đã được rất là đồng cảm với hai cái cuốn sách do Ngài Thanh Hải Phu Tượng Sư viết. Và tôi đã bị hấp dẫn bởi cái vẻ đẹp thiên nhiên và rung cảm trước những tâm tư tình cảm và những tiếng nói của các loài động vật trong hai cuốn sách mà Ngài Thanh Hải Phu Tượng Sư đã viết. Với những chú chó ở trong dạng một cái gia đình đông đúc, và chúng có những cái quá khứ có thể là buồn, nhưng đến giờ đây thì là những chú chó ấy thì đã thay đổi, được những chú chó đã được sự chăm sóc của Ngài Thanh Hải Phu Tượng Sư với sự yêu thương chia sẻ, và chúng đã gọi với một tên thật là yêu mến là người mẹ. Và quay trở lại với vùng ngọc hồ Amura với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và với bầy thiên nga, vịt, sóc và chim, đàn sông cầm, và tôi đã thực sự thấy cảm xúc thật tuyệt vời khi mà cảm nhận được sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa các loài động vật ở trong một môi trường thiên nhiên. Đó là những tình cảm gia đình trìu mến và những bài học về hệ sinh thái và nhân văn. Với tôi thì tôi đã từng có một vinh dự là một người được đi nghiên cứu và tìm hiểu về một loài bạc hoa. Đây là một loài chim rất là nhút nhát, và nó thường sống ở trong những cái khu vực sâu cạnh những cái con suối. Và đây là một loài mà đang đặt trong tình trạng nguy cơ rất là cao trong trước cái sự tuyệt chủng. Và mỗi loài đều có những cái ngôn ngữ và cái cảm xúc trong cuộc sống và khát vọng, cũng như con người chúng ta vậy. Mà hiện nay thì loài bạc hoa đang đứng trước cái nguy cơ bị tuyệt chủng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, và do các tác động quá lớn của cái tình trạng môi trường hiện nay của chúng ta xuống cấp, tình trạng chặt phá rừng. Sự sinh tồn của các loài hoang dã trong thiên nhiên hiện đang đứng trong thực trạng rất là nguy cấp, đòi hỏi phải có sự chung sức của toàn thể cộng đồng. Đây là một cái thông điệp mà tôi cũng muốn gửi tới toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đang sống trong thiên nhiên ngày hôm nay, đó là tất cả những điều mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Và còn tất cả những gì chúng ta nhìn thấy ở thiên nhiên ngày hôm nay chính là phản ánh sự ứng xử của chúng ta đối với thiên nhiên. Thì chúng ta cũng nên lên tiếng những hành động một cách thiết thực trước nguy cơ diệt vong của các loài động vật và sự suy giảm của hệ sinh thái. Và các loài thú nơi hoang dã là cần sự đối xử đúng mực của con người. Giống như con người thì chúng ta cũng cần có môi trường và những cuộc sống trong lành. Chúng cũng cần có những tâm tư tình cảm, cần có được ở bên nhau và cần được chia sẻ những khó khăn và cần một cuộc sống bình yên. Chúng ta hãy lắng nghe và hãy cảm nhận tất cả những điều mà những loài động vật muốn nói với chúng ta, cũng như chúng ta cảm nhận từ chính con người chúng ta vậy. Và chắc hẳn đây cũng là cái thông điệp mà nhân ái mà Ngài Thanh Hải Phu Tượng Sư muốn gửi tặng tất cả chúng ta khi mà biên soạn hai cuốn sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Các Loài Hoang Dã Cao Quý. Và tôi thực sự hạnh phúc khi thấy rằng trong các loài thú, những chú chó trong đời tôi và các loài hoang dã cao quý được sống yên vui trong tình bạn thân ái và thanh bình. Đó cũng chính là cái mong ước của tôi cho tất cả những cái loài động vật hoang dã trên hành tinh này. Và một lần nữa tôi xin phép được cảm ơn tất cả Ngài Thanh Hải Phu Tượng Sư và cùng tất cả các bạn. Cảm ơn anh Trần Thanh Tú đã chia sẻ những thông điệp tuyệt vời về tình thương và lòng từ bi của anh dành cho các bạn đồng cư.
Vị khách mời kế tiếp là Tiến sĩ Ngô Đức Vượng. Tiến sĩ Ngô Đức Vượng là một nghiên cứu viên về siêu vi trùng thực vật, nguyên là cựu giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Lạt, nguyên là cựu phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Sinh học. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón Tiến sĩ Ngô Đức Vượng. Kính thưa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, kính thưa quý vị, trước khi lên đường đến hội thảo này, tôi mới được đọc quyển Những chú chim trong đời tôi, và bây giờ mới được xem bộ phim về hai quyển sách Những chú chó trong đời tôi và Loài hoang dã cao quý của Ngài. Nhưng chỉ với cái tên của những cuốn sách ấy thôi cũng đủ làm cho tôi thực sự xúc động. Từ những cuốn sách của Vô Thượng Sư, tôi đã rút ra cho bản thân mình một số bài học như sau. Thứ nhất, phải là một tâm hồn siêu việt, một tình yêu thương sâu sắc bao la lắm mới có thể trò chuyện, nghe và hiểu, rồi ứng xử với các sinh linh nhỏ bé mà người thường gọi là những con vật một cách bình đẳng, tôn trọng, trìu mến đến như thế được. Điều này mỗi chúng ta phải tự suy ngẫm nhiều lắm, chiêm nghiệm nhiều lắm mới có thể hiểu và thực hành được. Quá trình tiến hóa của mọi loài đều diễn ra trên con đường từ sợ hãi đến thương yêu. Tình yêu thương chân thành trọn vẹn có thể xóa tan mọi sự sợ hãi, thúc đẩy quá trình tiến hóa. Vì vậy, con người có vai trò vô cùng quan trọng trong việc ban trải tình yêu thương của mình để đẩy nhanh sự tiến hóa của muôn loài. Excellent, sir. Excellent. Không nhận thức sâu sắc và thực hành rốt ráo điều này là chúng ta có lỗi với thiên nhiên, lỗi với vũ trụ, lỗi với muôn loài và lỗi với sự thăng tiến tâm linh của chính mình. Tình yêu thương là một năng lực tuyệt vời, trong đó người cho và kẻ nhận đều trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Tình yêu thương chân thành, trong sạch là điều không có gì có thể thay thế được. Nó có thể giao hòa, tạo ảnh hưởng tốt lành và là một lực có thể làm chữa trị được tất cả mọi bệnh, kể cả những thói hư tật xấu. Riêng điều này tôi đã được chứng nghiệm và thấy rằng tình yêu thương có sức mạnh một cách kỳ lạ. Đây là điều mà khoa học và loài người vẫn chưa nhận thức hết tầm quan trọng của tình yêu thương đâu. Quan sát trong tự nhiên, chúng ta thấy mọi loài động vật, kể cả thú dữ như hổ, báo, sư tử, rắn, cá sấu, v.v. chúng có thể thân mật, yêu thương người này nhưng lại thờ ơ, thậm chí dữ dằn, quyết liệt với người khác. Theo tôi, nếu loài vật sợ hãi hoặc tấn công thì đó là lỗi của con người chứ không phải lỗi của loài vật. Tôi xin kể, loài vật rất nhạy bén. Nhà tôi nuôi một con chó. Người nào ăn thịt chó và nhất là những người mổ chó đến, nó sủa một cách dữ dội quyết liệt, đe thế nào cũng không được. Yes, it's like that. Nhưng những người đứng đắn tử tế và nhất là những người tu hành đến, mặc dầu lần đầu tiên đến nó mừng rối rít như là một người chủ rất thân thiện của mình. Yes. Một lần đi giảng ở Thái Bình, một người hàng xóm dẫn tôi đi sang thăm nhà ông cán bộ huyện. Đến nơi anh ta sợ quá và nói: thầy ơi, trong này, trong nhà ông có con chó béc dê to và dữ lắm, ai cũng sợ. Tôi bảo: không, anh cứ đi với tôi, không sao cả. Khi mở cửa vào, con chó to thật như con bê. Tôi để tay vào nó và gửi thông điệp: chú mày to khỏe quá, ta mừng đấy, ta đến thăm chủ của chú mày đây. Đuôi lại vẫy vẫy hơi mừng. Sau khi vào nói chuyện xong đi ra thì con chó mừng rỡ ghê quá. Và khi ra ngoài, anh ta vội vàng đóng chặt cửa lại và thở ra: trời ơi, thầy có cái phép gì mà làm để không sợ chó thế. Tôi bảo: chẳng có phép gì cả, bởi vì tôi dạy năng lượng sinh học. Tôi bảo: chẳng có phép gì cả, phép quen thôi. Khi mà mình nghĩ tốt đẹp về nó, tức là mình đã đưa một thông điệp năng lượng tốt đến nó, thì nó sẽ nhận ra. Và tôi khuyên anh từ nay trở đi hãy luôn luôn nghĩ tốt về nó, thì không bao giờ nó dữ dằn với mình đâu. Yeah. Mọi con vật
nó đều rất nhạy cảm với những ý nghĩ và tình cảm của những loài vật khác và con người. Đó là khả năng sinh tồn và tự vệ của nó. Không những loài vật mà các loài cây cũng vậy. Các loài cây nó cũng biết yêu thương đấy. Nhiều bằng chứng lắm tôi xin nêu. Đây là thí nghiệm của nhà khoa học Hoffman. Ông ta giao cho các cụ già nghỉ hưu mỗi cụ 20 cây cà chua để chăm sóc. Với các cụ ông thì phổ biến khoa học kỹ thuật rất rõ ràng, tiêu chuẩn khoáng, vi lượng, đa lượng, nước tưới như thế nào cho thật đầy đủ. Với các cụ bà thì ông đề nghị là các cụ không cần phải làm theo khoa học mà cứ sớm dậy các cụ vuốt ve nói chuyện với nó. Đêm hôm qua các bạn có ngủ ngon không? Các bạn có cần tưới nước không? Vân vân và vân vân. Sau đến cuối vụ thu hoạch thì năng suất của các cây cà chua do các cụ bà trồng cao bằng 150% so với các cây cà chua của các cụ ông. Vì sao có những hiện tượng như vậy? Bởi vì quy luật của vũ trụ là yêu thương và nương tựa hỗ trợ lẫn nhau để tồn tại. Tất cả các hành tinh này tồn tại và chạy theo đúng quỹ đạo chính là vì có lực hút, lực đẩy, có sự tương tác với nhau. Không bao giờ nó đâm vào nhau để vỡ tan ra được. Con người sống trong vũ trụ là một tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ. Cho nên người nào hào phóng, ban trải tình thương tới muôn loài là đã sống thuận theo định luật tối thượng của vũ trụ. Người đó sẽ được các quy luật của vũ trụ hộ trì. Người đó chắc chắn ở trình độ tiến hóa cao hơn hẳn. Trái lại, người nào sống trong hận thù, ghen ghét, chém giết lẫn nhau và ăn thịt loài vật là đi ngược lại quy luật thì nhất định sẽ bị các quy luật vũ trụ trừng phạt. Mấy nghìn năm trước đây, Đông Phương học đã tổng kết thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Ai sống thuận theo vũ trụ thì mới tồn tại. Ai ngược vũ trụ, dứt khoát sẽ bị diệt vong. Beautiful, beautiful. Thông điệp của vũ trụ là hãy yêu thương và nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Yêu thương là gương mặt hình hài của vũ trụ, là sự trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống với siêu phàm của vũ trụ. Yêu thương cũng chính là thông điệp của Vô Thượng Sư Thanh Hải đã gửi đến cho chúng ta, gửi cho mọi người trên hành tinh này thông qua những quyển sách của Ngài. Tôi xin chân thành cảm ơn Ngài Vô Thượng Sư đã cho chúng ta cuộc hội thảo này. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tiến sĩ, cảm ơn tiến sĩ. Excellent. Cảm ơn tiến sĩ Ngô Đức Vượng. Vì tình thương và lòng từ ái và sự câu thông tuyệt vời giữa tiến sĩ và các bạn đồng cư của chúng ta. Kế tiếp, chúng ta hãy cùng chào đón ông Nguyễn Đắc Quý. Ông Nguyễn Đắc Quý là người phụ trách dự án phát triển trẻ em và các bạn thú đồng cư, luôn là người bạn thân thiết của ông. Xin chào đón ông Nguyễn Đắc Quý bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính thưa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, thưa toàn thể quý vị, tôi là một độc giả rất may mắn khi được biết đến hai quyển sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Loài Hoang Dã Cao Quý của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư nguyên bản bằng tiếng Anh. Hôm nay được cầm trên tay ấn bản bằng tiếng Âu Lạc, tôi cảm thấy thật gần gũi. Điều ấn tượng đầu tiên là hình thức quyển sách được trình bày rất trang trọng. Tất cả những hình ảnh sinh động với những góc chụp làm nổi bật tác giả Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư với những khoảnh khắc rất đời thường, thật sống động. Những lời văn thật giản dị, trong sáng và dễ hiểu, giúp cho độc giả cảm nhận được một cánh trọn vẹn tình cảm sâu sắc của tác giả đối với những bạn thú đồng cư. Tình cảm ấy như một sợi dây vô hình kết nối tâm hồn con người và loài vật, xóa đi ranh giới muôn loài. Ở đây, chúng ta dễ dàng cảm nhận được tình thương bao la giữa những tâm hồn đồng điệu, không hề có ranh giới. Những bạn chó và các bạn thiên nga tuy không dùng ngôn ngữ bằng lời, nhưng các bạn vẫn thể hiện được tình cảm trìu mến của mình qua những ánh mắt, qua những cử chỉ thương yêu đối với người nữ sĩ dịu dàng, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Sau đây tôi xin kể cho quý vị nghe hai trong số rất nhiều câu chuyện cảm động mà tôi đã đọc được trong cuốn sách để chúng ta cùng trải nghiệm tình thương yêu trìu mến của Vô Thượng Sư Thanh Hải đối với các bạn thú, cưng của Ngài và đối với muôn loài.
Câu chuyện này thay cho những lời tôi muốn nói, những tình cảm tôi muốn chia sẻ và niềm tri ân sâu sắc của riêng tôi đối với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng các bạn thú cưng của Ngài. Câu chuyện thứ nhất kể về số phận của hai chú chó được Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư mua về nuôi từ một vùng quê thuộc Âu Châu. Vào một buổi chiều tháng 9 năm 2005, Thanh Hải Vô Thượng Sư đáp máy bay trực thăng đến một nông trại không được sạch sẽ và trông thiếu mỹ quan. Nơi chòi gác tồi tàn, cũ kỹ của nông trại, Ngài trông thấy hai chú chó nhỏ giống Âu Châu, lông dài, bị cột bằng sợi dây xích ngắn hơn 2 thước rưỡi, đang nằm ở phía trước chòi gác. Và đối diện thềm xi măng là một chú chó to, lông ngắn, có vẻ như một loài chó chăn cù của Đức. Các chú sống trong tình trạng rất khắc nghiệt, thiếu ăn, dơ bẩn và hôi hám vì bị bỏ rơi. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kinh hoàng và thương tâm trước cảnh tượng ấy. Ngài lập tức yêu cầu tìm hiểu xem ai là chủ của những chú chó này và tại sao lại để chúng sống trong tình trạng vô nhân đạo như vậy. Thương cảm khi chứng kiến những nỗi khổ đau của các bạn, Ngài quyết định phải làm điều gì đó hầu cải biến một đời sống tốt hơn cho những chú chó này. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dặn dò thị giả hỏi thăm về những người chủ của những chú chó để yêu cầu họ săn sóc cho chúng tử tế hơn. Ngài cũng dặn trong thư rằng nếu chủ nhân không thích những chú chó này thì đừng nên nuôi chúng nữa mà hãy đem chúng đến nhà tạm trú để chúng có thể tìm được một môi trường sống ấm áp và được chăm sóc yêu thương. Ngài nhắc nhở thị giả thường xuyên đến thăm những chú chó này trong tháng tới, mang thêm đồ ăn ngon và nước uống cho chúng. Nhưng lần nào đến thị giả cũng không thấy người phụ trách những chú chó này, còn chòi gác kia vẫn luôn khóa kín và vắng lặng. Tình cảnh của các chú chó cũng không được cải thiện mà thậm chí còn tệ hại hơn. Khi mùa đông đến, nhiệt độ bắt đầu xuống dưới 0 độ C. Thật đau lòng khi thấy 3 chú chó sống trước đó giờ chỉ còn lại 2 chú, chú chó nhỏ và chú chó lớn. Còn chú chó nhỏ kia dường như đã bị chết vì đói và bị phơi mình dưới trời đông lạnh giá. 2 chú chó còn sống sót, tiều tụy và dơ bẩn hơn trước. Không lâu sau đó, Thanh Hải Vô Thượng Sư quá đỗi vui mừng khi hay tin thị giả đã liên lạc được với chủ nhân và mua lại 2 chú chó này. Ngài dặn dò thị giả mang chúng đi ngay đến vị bác sĩ thú y giỏi nhất trong vùng để được khám sức khỏe tổng quát. Sau khi được điều trị, sức khỏe của 2 chú chó đã hồi phục dần. Đặc biệt là chú chó lớn phải trải qua ca phẫu thuật bởi vết thương nhiễm trùng do bị chiếc vòng đeo cổ cứa. Theo lời Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dặn, 2 chú chó được thưởng thức những món ăn chay bổ dưỡng với nhiều chất đạm, sinh tố và được dắt đi ra ngoài đi dạo 5 lần mỗi ngày. Hơn nữa, với sự chăm sóc tận tình của Ngài, giờ đây 2 chú chó này đã được cư ngụ trong một môi trường sạch sẽ, ấm áp và tràn đầy tình thương. Qua sự quan tâm và chăm sóc từ ái đối với những chú chó bơ vơ không nơi nương tựa, tình thương yêu trìu mến đối với nàng công chúa Thiên Nga bé bỏng và tất cả các bạn đồng cư nơi ngôi làng Amura, chúng ta phần nào thể nghiệm được tình thương vô bến của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đối với muôn loài. Quả thật, Ngài là hiện thân của tình thương, của lòng từ bi vô lượng. Tình thương chính là nhịp cầu nối những linh hồn gắn kết lại với nhau mà không một ranh giới nào có thể tách lìa. Mỗi chúng ta đều có thể noi theo tấm gương từ ái của Ngài, hy vọng nhân loại sẽ cư xử với các loài đồng cư bằng tình thương, sự quan tâm và chăm sóc chân thành. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thanh hoa, tuyệt vời cùng với những chú chó trong đời tôi và loài hoang dã cao quý. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đắc Quý. Chúng tôi chân thành cảm ơn các diễn giả ngày hôm nay đã bày tỏ lòng mến mộ của quý vị về 2 ấn phẩm Những chú chó trong đời tôi và loài hoang dã cao quý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Thank you. Yes. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Kế tiếp của chương trình hôm nay là phần vấn đáp cùng với quý vị khách mời. Danh dự Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, tác giả kính yêu của những tác phẩm bán chạy nhất thế giới, một vị thầy tâm linh, nhà nhân đạo, nghệ sĩ và nhạc sĩ tài hoa, Thanh Hải Vô Thượng Sư sẽ trò chuyện với chúng ta qua hội nghị truyền hình. Chúng con vô cùng vinh hạnh được lắng nghe những lời giải đáp từ Thanh Hải Vô Thượng Sư cho các câu hỏi hôm nay.
Kính thưa quý vị, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng Thanh Hải Vô Thượng Sư, tác giả của quyển sách bán chạy nhất Những Chú Chim Trong Đời Tôi. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn sư phụ đã tham dự cùng chúng con qua buổi hội nghị truyền hình mừng buổi ra mắt sách ấn bản tiếng Âu Lạc Việt Nam của hai quyển sách Những Chú Chó Trong Đời Tôi và Loài Hoang Dã Cao Quý của Ngài. Chúng con rất vui khi được sư phụ giải đáp những nghi vấn của quý quan khách về hai tuyệt phẩm này. Yes, first I want to thank all these kind, gentle souls who have been expressing their heartfelt feeling with our animal friends in my books. May you be blessed by all our noble animals and by God. Thank you. Cảm ơn sư phụ. Kính thưa sư phụ, nghệ sĩ sân khấu cải lương Châu Thanh vì bận việc đột xuất nên không thể đến tham dự chương trình hôm nay. Chúng con xin được phép đọc câu hỏi của nghệ sĩ lên sư phụ. Yes, please. Thưa Thanh Hải Vô Thượng Sư, các bạn đồng cư có những phẩm chất nào mà loài người chúng ta nên học hỏi? Khi Ngài câu thông với các bạn đồng cư, Ngài có chia sẻ với các bạn ấy về những nỗi niềm trắc ẩn của Ngài trước sự tồn vong của địa cầu không ạ? Yes, yes. Please tell the artist Châu Thanh that I did. In fact, I talked to the animals almost as much as I talked to humans. Sometimes even more so, because they understand quick and they have the same feeling, and I'm always close to them. Even not physically, we can always get in touch by the universal language of telepathy. Because animals indeed have many noble qualities, like unconditional love, self-sacrifice, no prejudice. They are selflessly protective of others. They live without ego. Seeing these noble qualities in the animals, we can learn from their amazing examples. We have also these noble qualities too, but it is a matter of how much we develop them, how much we desire to show it. As for your second question, yes. Most of the animals are themselves already compassionate and concerned for the planet. Not so much in the sense of physical survival, but they are concerned in particular for humankind who has yet to awaken to their loving selves. Just like one of our first guests, he has said that love is very powerful. We have this powerful love within us, more powerful than weapons, more powerful than anything we can imagine. He make me cry when he talk about love with his sincere feeling. We all have this powerful love in our heart, but only when we remember and develop our love, then can the planet have a chance to survive. When we communicate telepathically with the animals, we feel they have so much harmony and peace and so much love that make us love them more. In return, they are bearers of love. They emanate only love. And that only love that I see in them, through them, around them, and from them. And that's why I love them so much. And the animals share this love with all the world. If only we just pay attention. The caring that I feel for the planet is heartfelt, and the sensitive animals who are my friends do know that I love all beings
They told me so. I wish the best for this shared abode. I often tell them, of course, my feeling. When I don't have anyone to talk to, I could always talk to the animals, no matter how far away they are. In my spare time, in my quiet time of isolation from the world, in the night when all things are quiet and most humans are asleep, I often pour my heart out to the animals, telling them how much I care for them and how much I would do anything to stop their suffering, and how much I love the people of this planet, and how much I want to protect them from harm, from ignorance of their own greatness. And for that, I live my life. For the humans and for the animals, I tell them everything. Some things that I could not even tell humans, I would tell the animals, because they know it is true. They even know before I tell them, but I just tell them because we are friends. And friends tell each other about our heart feeling, our sorrow, and our passion, our concern for others. And the animals understand me more than many humans that I know, because I have the same feeling. We are like in love, looking in the same direction all the time. That's why I love the animals so much. And if any of you know what I know about the animals, you will also love them so much. You would never want to harm even one of their feathers. You would treasure them, respect them, want to protect them at all costs. The day will arrive when we, humans and animals, can live together like family members. Talking about family members. For example, one day, you know my bird, Mirabeau, the white cockatoo. He's kind of fancy, the blue bird named Laguna. But Laguna is befriended with Rainbow, the blue and gold macaw, and they're both our item. They're loving each other so much. So Mirabeau sometimes getting frustrated. And once he was a little bit like agitated, a little bit more aggressive. So I said to Mirabeau, Mirabeau, we are family. And if she say no, it's no, eh? So please make peace with Laguna right now. So you know what the white cockatoo named Mirabeau did? In my piece of land, there are many olive trees. And you know, olive branch means peace. So in the Olympic game, you see all the winners, they have a crowd of olive branch around them. Do you remember? Yes, Master. So now, I said to Mirabeau, peace, huh? Make peace with Laguna. And then he went to an olive tree, plucked an olive branch like this, and brought it to Laguna in front of her.
and cool in something. And he never showed aggression since to Laguna. That is my bird with peace olive tree story. Can you imagine? I never teach him this. He did it all by himself. Probably he watched television. You know, I left television on for them to watch whenever possible. And then he understand that olive branch means peace. So he went and plucked one and gave it to Laguna. It's another story also concerning family love. The two dogs that I have rescued from Europe, one small and one big. The big one named Zorro and the other one named Holly. They had a little issue with each other from beginning already. Although Holly loves Zorro, and Zorro tried to be very gentle with him. Sometimes they have little problems because the little one liked to be the boss of the big one. So he ride on him like a horse, oftentimes, until the big one kind of had it. And sometimes he turn around and growl at him. And I was worried that it might get into worse situation. So I always have to tell him, Zorro, family, remember? We're family. And immediately Zorro would stop his aggression in midair and then calm down right away. And then, of course, Holly also, the small guys also will leave him alone. Every time I mention family, Zorro wag his tail, smile, and whatever problem he had with Holly or anyone, he stopped in his track. He loves family, the family that he never had, or maybe the family that he had to leave behind before this farm family got him and chained him to the post of the cement day and night, summer and winter. So every time he heard the name family, he stopped his aggression, he stopped his agitation immediately. So you see, if we can love each other like family, like this, that would be very good. Even animal, dog, can understand. We should understand. And I didn't speak to him in his native so-called language. I speak English, and he understood perfectly everything I said. So it is we, the humans, that need to learn a little bit more about this universal language of love, of coordination, of peace, of harmony. Thank you. Please thank Mr. Zhao Tan for his beautiful question. That inspired my answer. You make me cry today. All the speakers and the questioners. It's a crying day. Xin cảm ơn sự chỉ dạy của sư phụ.